Kính chào ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi đến ở ngoài city, ở chỗ chợ đêm, đó là Chinatown ha. Thì Chinatown là một nơi có bán rất là nhiều đồ ăn, chủ yếu là của người Hoa, nhưng mà trong đó là cũng có những cái nhà hàng của nước ngoài hay là những cái nước khác giống như Nhật nè, Hàn Quốc nè, rồi mấy nước của Úc này cái nọ nữa. Nhưng mà chủ yếu là đó là một cái phố ăn uống của người Hoa, thì có rất là nhiều món ăn châu Á ngon lắm, và hầu như là ai muốn ăn uống thì sẽ đến cái khu đó để ăn vào buổi tối ha. Và đây là chỗ để mình lên để mình mướn chỗ đậu xe nè, tại vì hiện giờ là ban đêm chắc này đang rất là đông người ở ngoài kia nên không có chỗ nào đậu xe đâu, mất công chạy vòng vòng phải đi bộ, tại mình cũng có mấy đứa nhỏ nữa đó. Cũng khá là bất tiện nên mình vô đây đậu luôn. Thì theo mọi người thấy không, chỗ trong chỗ đậu xe mà cũng còn không có quá nhiều chỗ đậu nữa đó. Đi lên bãi đậu xe mà mình thuê chỗ đậu xe mà mình còn phải chạy vòng vòng để kiếm nữa đó mọi người thấy không, thì làm sao ở ngoài chỗ đậu xe mà còn được. Có rất là nhiều xe ở trong đây ha, người ta cũng đi giống mình vậy nè, người ta đi ra ngoài Chinatown á. Chúng ta bữa nay ở dưới có chặn đường lại để cho người ta ăn uống tiệc tùng gì đó. Ở dưới này mình đi xuống nè, đi từ từ đi qua chỗ Chinatown ha. Mình sống ở đây nè, mình sống ở cách đây cỡ chừng 5 phút đi bộ. Bây giờ mình thường đi ra Chinatown lắm. Mình thích nhất là Chinatown là dịch quay ở đây rất ngon. Thôi mình sẽ dẫn mọi người đến chỗ bán dịch quay đó nha, nó cũng khá là nổi tiếng á. Nói chung là cái tiệm đó thì nó sẽ nổi tiếng nhất ở cái khu LA này. Đây là tiệm bánh mì của người Hoa nè, để gọi là Bread Top. Tại giấc này là mình đi cũng khá trễ rồi nên nó bán cũng muốn hết hàng rồi. Này thì mình sẽ thấy là đa số là chữ Hoa, chữ Tàu nhiều. Có rất là nhiều tiệm đồ ăn khác cũng giống như Mexico nè, Nhật, Hàn, rồi nếu nhà hàng của Tây để bán steak đó, rồi có những cái nhà hàng nó đặt giải thưởng nữa. Khu này nó đang xây dựng lại nên nó phải che chắn nè. Trên có mấy cái đèn rất là đẹp nè, không biết nó làm như thế nào đó, mọi người nhìn thấy đẹp không? Nó giả xuống nhìn cũng đẹp. Ở chỗ này nó đang ngăn lại, nó làm cái khoảng trống chỗ này. Hiện giờ là tụi mình sẽ hai đứa nào cũng đang đói bụng hết trơn rồi nên sẽ cố gắng đi ra ngoài để tìm chỗ ăn đó mọi người thấy không. Bữa nay là có tụ hội tiệc tùng gì đó mà nó chặn cái đường, nó không cho xe chạy vô đây luôn, nó để mấy cái bàn ghế đồ để ngoài cho người ta tiếp khách luôn nè. Thường thường là cái đường đó là xe có thể chạy ngang được.
giờ tụi mình đi kiếm cái nhà hàng nào để ăn á, tại bây giờ đa phần nhà hàng nào cũng đông trở hết trơn rồi. Mà tụi nhỏ thì nó lại thích ăn đồ của châu Á nữa. Hình như là tuần lễ này là tuần lễ của những người dân nhập cư đó, thì nó sẽ mừng mấy cái ngày này. Nó có múa lửa kìa. Đây, tụi mình tính ăn chỗ này nè, nhưng mà đi vào thì nó không có còn chỗ nữa. Nói là mình phải bước trước nên mình không có thể ăn được. Chỗ đó thì nó bán thịt bò của Nhật ha. Mình đang chờ nó nhưng mà nó nói là không có, không ăn được, tụi mình phải đi kiếm chỗ khác. Tại thằng con trai của mình nó rất là thích ăn thịt luôn, thích ăn thịt bò rồi đó. Người thấy hai người này ha, họ mang giống như mang gọi là ở Việt Nam như là gọi là cái cà kheo đúng không, là có cái cây đó, mang hai cái cây đứng lên vậy, thấy cái người to ghê. Họ đi hay lắm mọi người, à, con bé của mình đã đứng ở bên dưới kia chụp hình rồi đó đó. Và bây giờ mình đang chọn được cái nhà hàng này nè. Đây là nhà hàng của người Tàu. Và đây là thực đơn nè mọi người. Thực đơn nó có để những cái trái ớt ở đầu tiên á, thì nó nói là cái đó có cay đấy ha. Nhưng mà nếu mà nó để một trái ớt thì cũng cay, không có đến nỗi đâu. Ở trong nhà hàng nè mọi người. Thật là bất ngờ cái nhà hàng này được quản lý bởi một anh chàng người Việt ha. Và đây là món bò nó ra, mọi người thấy không, ngon không? Nó sôi sùng sục luôn nè. Đây là người ta làm cho cái dĩa ở dưới đó nó nóng lên, rồi sau đó người ta mới đổ thịt lên. Và đây là món đậu xào nè mọi người. Đa phần là các nhà hàng Tàu á, là cái món đậu xào này rất là nổi tiếng ha. Hầu như là mình mà đi qua những cái món nhà hàng Tàu là lúc nào cũng ăn món đậu xào như vậy. Và đây là gà xào sốt XO. Và cuối cùng là món cơm chiên nè mọi người. Thì mình ăn xong rồi, hồi mình đi ra ngoài mình kiếm đồ ăn khác mình ăn tiếp. Cái anh quản lý nhà hàng rất là tâm lý nè. Ủa, anh hốt cho các con của mình một đống kẹo luôn. Rồi bây giờ tụi mình đã đi ăn xong rồi. Bây giờ lại đi ra ngoài dạo tí xíu ha. Đây là quán kem.
đầu đó là người ta đang mở nhạc sống đó. Tại vì mình sợ nhạc vô có vấn đề đó nên mình phải tắt tiếng hết á. Tất cả mọi người đứng ở dưới này nghe nè. Cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi. Nếu mà mình ra vào sớm á, buổi sáng sớm á, bắt đầu của một ngày mới á, thì nó treo rất là nhiều luôn. Mà hầu như là lần nào mình đi ra ngoài city này mình cũng mua vịt quay này về ăn cả. Tại vì nó hương vị của nó rất là ngon, mình cũng không biết tả như thế nào. Vì chính vì nó ngon như vậy đó nên nó mới là điểm nhấn của tiệm vịt quay ở ngoài này ha. Chính gốc của người Hoa luôn nha. Thì trong đây họ có làm thịt xá xíu nè, thịt heo quay nè, rồi gà quay nữa, rồi vịt quay. Mình đang chờ họ cắt ra, họ chặt thịt quay cho mình. Bây giờ là mình đã mua xong vịt quay rồi nè. Bây giờ mình chuẩn bị đi ra ngoài chỗ bãi đậu xe để đi về ha. Đó mọi người, cái chỗ này thì họ đang làm đường nè, làm sửa lại cái nền rồi đó, nên họ chắn che chắn kiểu này. Và bắt đầu bây giờ mình đã lên xe rồi. Đó thì ở thành phố đây này mà bằng buổi tối mà mình muốn ra ngoài thành phố mình ăn mình chỉ có đi đến những nhà hàng như vậy thôi. Còn nếu không á, thì những nhà hàng Tây thì nó sẽ nằm những chỗ khác, nó riêng biệt, nó không có dính nhiều một cái nhà hàng như một chỗ như vậy. Mà nói chung là nhà hàng châu Á là nó nằm ở Chinatown nhiều. Dẫn mấy